bánh này trong veo nha quý vị. Và em đang dắt vàng, một thỏi vàng cá. Mình sẽ dùng vàng làm vát. Các bạn nhìn thấy bánh nó trong veo á, không có bọt khí luôn nha. Không có bọt khí á. Các bạn muốn bánh trong thì mình sẽ cho màu cực nhạt ha. Nhạt thì nó sẽ thấy được cái bánh nhân ở trong nó sẽ trong, cái này còn hơi đậm xíu, bớt màu rồi xíu nữa thì nó sẽ trong, nhìn nó trong cái bánh lắm. Mà quan trọng là nó không có bọt khí nha, không bánh mịn mà không có bọt khí luôn. Nhìn nè, độ trong veo á. Mình đừng có đè sâu quá tí mình lấy ra nó bị chảy cái bánh nó không đẹp. Độ mịn màng ha, không phải có xíu bọt khí nữa luôn. Mình sẽ dắt vàng, mình sẽ dắt vàng vô ha. Một sẽ thấy vàng, vàng long lanh. Qua khuôn màu trắng thấy nó màu vàng, mà qua khuôn đỏ nhìn nó như màu cam vậy đó. Mà lấy ra thì có một màu như nhau hết. Xin đi. Nhìn đẹp không? Đẹp lắm luôn á.
trọng là cái độ mịn, độ trong không hề có xíu bọt khí nào luôn ha. Một công thức là được chừng này, dùng thêm một cái bánh chồng, bánh không có cay thì dễ ngoài. Cái này là bôi dầu ít quá nó sẽ dính xấu xuống. Các bạn nhớ là khi mình hấp chuẩn thì nó sẽ không có một cái bọt khí nào trong này nhé. Cuồng này hấp đẹp, cuồng này hồi xưa mua hấp xấu, dính hết trơn. Đây, mình vô thêm một cái này rồi mình sẽ dắt vàng lên. Mình còn dư một cái để luôn. Quan trọng các bạn nhìn độ trong này, trong veo luôn á.